Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều tối ngày 27 tháng 10 năm 2022. Hôm nay là ngày thứ năm. Bây giờ là 17 giờ 45 phút. Thời tiết tại Sài Gòn ngay lúc này đây trời đang mưa rải rác, mưa lâm râm, mưa lay bay các bạn. Và chúng ta đang có mặt ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng về bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay, từ Vũ Chính Hồ kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục cập nhật nhanh tuyến metro số 1 Bến Thành. Chúng ta sẽ xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ này để đi về bên đại lộ Lê Lợi rồi về bên cổng trường Quách Thị Trang nhé. Đây là những hình ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay lúc này là 17 giờ 45 phút. Trời đang vẫn mưa lay bay các bạn. Đường rất là trơn trượt và rất ướt luôn. Giờ tan tầm cho nên xe cộ đang nhốn nháo ở các con đường. Lúc nãy mình đi trên đường Tôn Đức Thắng thì xe đông quá. Tranh thủ buổi chiều tối ngày hôm nay cập nhật một vài hình ảnh để gửi đến cho quý vị và các bạn được xem phố xá trung tâm Sài Gòn giờ tan tầm. Chiều tối mưa lất phất. Những cái viên gạch ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này nếu mà chúng ta đi không cẩn thận nó dễ bị trượt té lắm các bạn. Nếu như mà chúng ta thắng gấp á, thắng gấp nó sẽ bị trượt xe đó, xe hai bánh nó dễ bị trượt. Bởi vì hôm trước mình cũng đã chứng kiến rồi. Chứng kiến mà các bạn đi từ bên trong đường ra thắng gấp quá nó trơn xe nó trượt té. Rất là nguy hiểm luôn. Trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn rồi các bạn, cho nên mình phải tranh thủ nhanh một chút. Sài Gòn cứ vào giờ tan ca hay còn gọi là giờ tan tầm. Nếu như thời tiết không tốt, có nghĩa là trời mưa, đặc biệt mưa lớn thì các cái nẻo đường ở trên trục chính đó, 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 thấy chưa các bạn, thấy không? Tôi nói xong các bạn thấy không? Wow. Mới nói xong là có một chiếc xe máy chạy không để ý là bị trượt té luôn các bạn thấy không? Rất là nguy hiểm nha các bạn. Các bạn đi trên đường này lưu ý phải đi thật chậm và phải cầm tay lái rất là chặt. Và khi chúng ta thắng thì phải thắng đều hai thắng. Thắng cả thắng trước và thắng cả bên thắng sau luôn. Chứ còn nếu không chúng ta thắng một thắng thôi chắc chắn nó sẽ bị trượt té. Những viên gạch trên đường Nguyễn Huệ này mình đã chứng kiến nhiều vụ rồi. Mặc dù là không có gây thương tích nặng, tuy nhiên là sợ là xe ở phía sau các bạn, người ta tới người ta xử lý không kịp, người ta va chạm vào mình thì nó sẽ rất là phiền phức lắm các bạn. Cho nên là chúng ta đi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này phải lưu ý hết sức. Đặc biệt là khi trời mưa thôi, trời nắng thì không sao nha. Và phía trước màn hình của chúng ta là đài sen phun nước, bây giờ thì cũng chưa có mở đèn. Cập nhật phố xá buổi tối để gửi đến cho quý vị và các bạn xem. Cập nhật nhanh thôi, tại vì những con phố này, những con đường này thì cô chú anh chị và các bạn đã rất là quen thuộc rồi, không có gì là lạ cả. Mình đi trên con đường Nguyễn Huệ này mình rất là sợ trời mưa.
Và đặc biệt các bạn nữ đi mình thấy sợ lắm, các bạn chạy nhanh quá mình ớn, mình thấy mình sợ luôn mà. Tại vì các bạn chưa chứng kiến cho nên chưa có sợ. Còn mình là mình thấy rõ luôn, thấy rõ thắng là sẽ bị té ngay các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là ủy ban thành phố các bạn nha. Đó, đoạn này đi sợ lắm. Lâu lâu cập nhật chiều tan ca để cho mọi người xem. Trời bắt đầu mưa lớn hơn rồi đó. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên đại lộ Lê Lợi của chú anh chị và các bạn nhé. Trời đang mưa rồi, mưa lớn hơn lúc nãy rồi, tranh thủ cập nhật nhanh thôi. Những con đường này rất là trơn trượt luôn các bạn. Thời tiết hơi xấu cho nên hình ảnh nó bị mờ do những giọt mưa nó bắn vào các bạn. Nên có thể nó bị mờ, mong cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm nhé. Buổi tối cập nhật thấy ánh đèn nó cũng đẹp lắm. Phía trước của chúng ta là kem Bạch Đằng, ngã tư Bát Tơ và đại lộ Lê Lợi. Hiện tại chúng ta đang đứng ở trước cổng chợ Bến Thành và phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là công trường Bách Thị Trang. Phải nói tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cũng phải loay hoay với tiến độ để hoàn thành, tiến độ để đưa vào vận hành vào năm 2024 liệu có thực hiện được hay không. Bởi vì mới đây nhất thì Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Chính phủ dự thảo báo cáo về kế hoạch cũng như là triển khai dự án đường sắt đô thị trên địa bàn. Phải nói sau hơn 10 năm khởi công hiện nay vẫn chưa thể hoàn thành được cô chú anh chị và các bạn.
Theo như báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên khối lượng thi công đến nay đạt 92,19% và dự kiến cuối năm 2022 sẽ đạt được 93%. Nhưng điều quan trọng là hiện nay công tác giải phóng mặt bằng chưa xong, cho nên thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan để mà hoàn tất giải phóng các công trình hạ tầng, nhà dân. Gói thầu xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố hiện đạt 97,16%. Và gói thầu xây dựng đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố cho đến ga Ba Son thực hiện được 99,64%, cô chú anh chị và các bạn. Tất nhiên thì gói thầu xây dựng đoạn đi trên cao và đi bốt thực hiện tại gói thầu xây dựng đoạn đi trên cao và đi bốt Long Bình quận 9 hiện tại thực hiện được khoảng 96,17% thôi. Hiện tại còn 3 gói thầu dự án chưa thực hiện là gói thầu hệ thống công nghệ thông tin cho văn phòng công ty vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị, gói thầu xây dựng văn phòng công ty và gói thầu tư vấn đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Được biết dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên được Ủy ban thành phố phê duyệt vào năm 2007. Tất cả cô chú anh chị và các bạn, tất cả cô chú anh chị và các bạn cũng biết. Khởi công vào năm 2012 và theo kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào năm 2017 và đưa vào khai thác vận hành năm 2018. Với tổng mức đầu tư gần 17.388 tỷ. Tuy vậy thì tại thời điểm này thì vốn đầu tư đã đội lên tới 43.700 tỷ do tiến độ thi công luôn bị trễ các bạn. Ngày hôm nay thì ở phía công trường Quách Thị Trang mặt bằng cũng đã gần xong. Phải nói nguyên nhân chính để cái tiến độ khai thác chậm là do phải điều chỉnh thiết kế nhà thầu, được khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, bổ sung các cái chi phí phát sinh, rồi giải phóng mặt bằng, rồi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nữa các bạn. Nhiều yếu tố đã làm chậm trễ tiến độ thi công của tuyến metro này. Vì vậy cho nên thành phố xin điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến quý 4 năm 2023. Thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến hết năm 2028. Ngoài ra thì công tác lập thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay lại của dự án kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn thành. Có thể nói rằng tuyến metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố các bạn. Như vậy thì để trả lời câu hỏi của rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn đặt câu hỏi như vậy, tuyến metro số 1 này thực tế kéo dài đến hết năm 2028 hay sao? Thì như chúng ta biết rồi, có nghĩa là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên này á, thời gian kết thúc của dự án là từ năm 2024 cho đến hết năm 2028 nha cô chú anh chị và các bạn. Còn thời gian hoàn thành dự án của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là đến quý 4 năm 2023 là hoàn thành, còn kết thúc dự án là đến năm 2028.
Và như vậy có lẽ những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng tạm dừng video trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.